Chào mừng các bạn đã đến kênh Long DT Automation. Hôm nay mình xin giới thiệu về cách hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng của các dòng camera Insight hoặc Cortex. Đầu tiên là mình phải cài được Insight Explorer này. Sau khi cài thì mình cài đặt. Thông thường thì mình sẽ mở phần mềm để mà sử dụng phần mềm mô phỏng. Ở phần mềm Insight Explorer này thì nếu như mình chưa có tài khoản để mà xin mô phỏng thì mình phải tạo tạo một tài khoản trên trang chủ Cortex. Đây, mình sẽ vào Cortex, trang chủ của Cortex. Tại đây thì mình phải login vào. Nếu như chưa có tài khoản thì mình phải tạo. Mình thì có tài khoản thôi nên mình login vào. Create account. Tạo một tài khoản ở đây. Cái tài khoản của Cortex thì để duyệt được thì khá khó, nên nếu như các bạn mà chưa có được thì có thể nhờ mình support giúp. Ở đây mình sẽ vào phần, sau khi mở lên thì mình phải vào Explorer này. Đây là trường hợp này là máy mình đã được sử dụng phần mềm mô phỏng. Còn nếu như chưa, trước tiên thì các bạn phải làm một thao tác để mà nó để mà được sử dụng, là vào option này. Mình vào phần emulation này. Ở đây là cái phần, đây là phần offline programming reference. Các bạn copy cái dòng mã này và lên vào trang chủ của Cortex để mà vào mục sport phần inside explorer key này, và sau đó đánh tên công ty dùng ABC. Mình dán cái key đó vào, mình quay cái key này để đây, và lúc đó mình sẽ có một cái mã key dùng để cho một phòng dùng con anh sai này. Sau khi có đó mình dán vào đây, dán vào đây và mình nhấn OK apply là được. Điều đầu tiên là phải có tài khoản. Nếu như các bạn như có tài khoản của Cortex thì có thể comment cái số mà offline programming reference này tại dưới phần video của mình, và mình sẽ giúp các bạn có một cái key để mà sử dụng. Rồi, đó là bước đầu tiên, là bước có key để mà sử dụng mô phỏng. Bước tiếp theo là mình mở phần mềm lên. Ở phần emulator này mình sẽ chọn các dòng, sẽ có tất cả các dòng camera để mình mô phỏng, đầy đủ các dòng của Insight, từ Insight 2000, Insight 5000, Insight 7000, Insight 8000 này, là đầy đủ các dòng micro. Hôm nay thì mình giới thiệu sử dụng cái con Insight 2000 230 color, có kích thước ảnh, kích thước camera ảnh camera là 800 nhân 600 pixel. Ở đây mình chọn OK. Mình cũng hướng dẫn các cho các bạn có thể lấy những chương trình họ bên Cortex viết sẵn, từ đó mình đọc những chương trình đó và mình sẽ hiểu được cái từng lệnh. Trước đây cách học của mình cũng là vậy, là mình cũng sử dụng những bài mẫu và xem cái móc nối các liên kết giữa các cái lệnh mà họ đã viết sẵn cho mình, và mình sẽ đọc và hiểu. Đầu tiên ở phần thanh tác bar này, mình vào phần record. Ở đây là sẽ có play button này, là mình sẽ chọn cái thư mục ảnh. Thư mục ảnh là mình sẽ ra lại từ đầu. Đầu tiên vào PC, mình chọn ODC. Sau khi chọn ODC thì mình sẽ chọn phần user này, user này. Sau khi chọn user thì mình chọn public public
Public xong để chọn Public Document. Public Document. Ở phần Public Document này thì mình sẽ chọn coi có Insight mới nhất 6.4 này. Ở đây là mình vào phần có phần sample job. À, phần 4x 5x mình chọn phần 5x. Ở đây là có các file ảnh, nhiều file ảnh. Đấy. Mình đang loạt cái file ảnh này lên. Playlist có nghĩa là danh sách tất cả các ảnh trong cái folder đó, và mình có thể nét từng play để cho nó có thể dễ so sánh giữa các ảnh trong cái folder với nhau. Ui, sao chưa học năm ảnh này. Ở phần email cao này nó đang nói có năm ảnh. Đây, sao mình thử cho cái khác. Ok, rồi mình lọc lên được đây, mình nét các ảnh này. Xem có bao nhiêu ảnh. Đầu tiên vào đây để xem nó có 7 ảnh này. Rồi mình xem ngoài đấy, còn ok này, con này là Henry này, không có nước này, con này là bị hở nắp chai. Rồi. Rồi, con này là có thể là lỗi cao, mực nước cao. Rồi tiếp theo là mình sẽ loạt cái, đây là mình loạt ảnh rồi, mình sẽ tiếp theo mình loạt cái file chương trình họ là làm sẵn. Mình vào phần file chọn open job này, tiếp tục là mình vào tích PC này, vào ODC, vào phần user public document có này sai này xem job. Hình này mình nhớ là mình chọn cái thư mục ảnh đó chính là Bottle Inspection này, đo lường cái kích thước chai này. Thì mình sẽ vào đây để mình chọn cái job tương ứng. Mình lọc lên. Đấy, nó đã có một cái chương trình mẫu giúp mình này. Tại đây thì mình sẽ xem hiện tại công hàng đây đang là ok. Nó sẽ có các link, đầu tiên là lùng local button lên này. Kích vào. Lúc cái là dùng cái S này, dùng cái S này để định vị. Tiếp theo là phần phần này đôi như đây, cái này là cái này mình đang hiểu là nó sẽ hai cái này dùng để đo cái khoảng cách này, cái distance này, cái tung khoảng cách là nó sẽ dùng hai cái cạnh để mà nó đo cái mực nước ở đây, bật một cái cành ở đây và bật một cái cành ở trên này để nó đo được cái kích thước mực nước so với cái đỉnh cao nhất của cái nắp. Tiếp theo là mình sẽ đo thêm dùng field pixel distance, cái distance là cái single contrast, cái này là dùng để đo cái chưa hiểu lắm lúc cây còn chắc có thể là dùng để đo cái ở nắp chai, vì khi sẽ check có nghĩa gì đó để xem sẽ check kiểm tra niêm phong, kiểm tra niêm phong mà để xem cái gạn có niêm phong gì. Đây kiểm tra niêm phong là kiểm tra cái phần nắp này đã được mở hay chưa. Ở đây là nếu khi mà nó đã mở thì cái contrast này có nghĩa là độ tương phản này hẳn sẽ bị ảnh hưởng, và mình sẽ đây mình đang xét cái độ tương phản đây, độ tương phản nó đang vượt ngược nên nó đang bị lỗi. Rồi ở đây là cái nắp chai đang có nghĩa là đang bị tháo ra rồi, đây là cái nắp chai chưa tháo này, đã được niêm phong này.
thì nó cái thông số của anh chat là 22,7 03, mà cái phần mình đang set là 20 đến 25. Nhưng ở đây là mình cái phần contract này sẽ lên đến 199 198 này, mà cái phần mình set là ở đây là 20 đến 25, vì khi mà phần này nó đang hở là cái độ tương phản của màu trắng và màu đen này nó sẽ lớn. Còn khi mà ở mình không chưa cái nắp chat chưa mở thì cái độ tương phản là nó rất thấp vì nó không có tương phản những màu trắng vào đây màu đen, nên nó sẽ thông số nó sẽ giảm từ trong phạm vi 20 đến 25. Vì sao mình sẽ cái 20 đến 25 thì mình cứ nét những cái ảnh ok và nó sẽ đưa ra một thông số cho mình, và cái đó mình nhìn á, cái thông số đó nó tầm 22,7, nó cứ tầm 22,7 nên mình sẽ xét trong phạm vi cộng trừ tầm 20 đến 25 là hợp lý. Rồi tiếp theo cái lệnh angle này, cái lệnh angle này mục đích là dùng để bắt cái độ angle nó là S2, S2 nó lại ở đây và nó lại cái view này, cái khoảng cách angle này, angle nó lại từ cái S2 này. Đây nó sẽ đo cái góc này lệch bao nhiêu, sẽ có cái cạnh này, cạnh trên này lệch bao nhiêu, là khi mà cái nóc mình bị lệch thì nó bị khui đó thì nó sẽ lệch góc này. Đây là những ok và góc của nó là 0,075 độ so với bề ngang này. Maximum của mình đang đặt là 1,5 độ, minimum tất nhiên là 0. Đây con hàng này một ok. Trường hợp này là đang bị lệch, cái nắp chat đang bị khui lên nên cái góc của nó là 6 độ, thành ra nó sẽ bắt entry. Rồi cái lệnh lock cây của mình là đang dùng để bắt lock cây thì mình lấy nhiều anh cũng như đấy. Lock cây bottom, lock cây bottom cần này, bắt cần nhân lại à. Bắt cần hai, cần hai bên này để định vị. Cái này nè, rồi nét dùng để đo mực nước này, mình nghĩ là đo mực nước dispersion, nếu trên nó không có nước thì nó sẽ cái đồ tương độ sáng này, brightness này có nghĩa là độ sáng, nó cũng sẽ tạo thông số. Rồi đây là cái phần giới thiệu của mình về phần một cái chương trình, nếu mình cũng có thể loạt phần hướng dẫn của mình cũng đến đây là kết thúc. Ở những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài toán cụ thể để qua đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về từng lệnh, từng cấu trúc của một chương trình xử lý là như thế nào. Mình cũng nhắc lại là các bạn sẽ vào cái phần option này để mà nếu như chưa có tài khoản thì cứ vào này option là để lại cái phần apply programming reference này, comment ở ở dưới video của mình, và mình sẽ giúp các bạn có cái key để mà chạy apply, chạy mô phỏng. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cái một chương trình vision của Connect. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.